Yeah. Thank you. Đang quay đấy, đó rồi. Đúng để vui chứ, ở lớp cũng như là hoa gì không có. Mà bên liên bang, bên bộ là sẵn sàng hợp và xin cho toàn bộ các bạn để chúng tôi đem để sử dụng. Thì tôi cũng có coi tin tức tự nhiên, để ai chết ai sống nữa, chúng sanh nghiệp. Chừng nào có thuốc hay chừng nào có thuốc cũng kệ, mình cũng đổ mất đạn cho hết rồi. Mỗi người có cái niềm vui tháng đen gì đâu. Mình cũng ngồi trong đây mà biết nó có mà sao cái mình cũng có người đau chứ chết nó chết không ai thoát thì không ai biết gì chuyện đời. Sự cái chỗ nó không ai nói đó, mình nên làm cái chỗ đó là ok nhất. Khỏi phiền hà, ai cũng ôm cái điện bông hoa cái rồi bây giờ là phải bước tới. Không vừa định nghe tương nữa. Tương nó tương bị. Dạ, hôm qua nó nấu lại rồi, bây giờ ăn cái bớt dầu bớt ăn nhầm nhiều ớt quá nhiều bữa nay ăn vậy thì rồi bớt được bớt bớt được bốn mấy năm gần năm mình bớt nữa cho nó tới luôn đi rồi ngon chứ có gì nấu đấy thì có nấm là nấm với gì đấy củ trắng với đồ cây trắng này chứ đâu phải đỏ đâu. Mình đổ hết rồi. Để được rồi nó rồi. Nhưng mà vậy mà nó cũng vào cái tim á nha. Là ông tim mà tối tôi nghẹn mấy lần á. Sao? Nó làm cái tim á. Rồi qua té. Rồi, nó thấy một cái bịch, nó vào bịch tía, thành ra nó đứng dậy. Tôi đứng dậy không thấy gì trên mình, nhưng mà tập khuya nó mới thấm. Nên một cái viên thuốc của ông nó đưa uống hay á. Thuốc gì vậy, thuốc đó thuốc gì vậy? Nó hay là té này nè, nó đau, đúng thế nè, bây giờ nó đau nè. Rồi nó không đứt. Nhưng mà mai là tôi té ngược. Chứ nếu mà tôi té xu là tôi đặt đầu vô cái một là cái thùng nước. Hay là cái... Sao em tắm xăm giờ không có thấy đâu có lũng chỗ nào đâu. Mà không nghe không? Mà là nghe cái bệnh không? Nghe bệnh lớn rồi. Tưởng là để cái gì ra thôi đâu có. tôi đâu có làm người lớn đâu, tôi đâu có làm người dục chạc đâu, tôi té thì bật, tôi té chết đảm luôn mà. Nó mình xà bông ở trên chứ. Trời, bữa tiên sáng tán thì cũng xà bông nữa đó, cũng lạnh ra cơm quá đó. Vậy là tôi giặt á, vô cái quảng hồn á, lớn sai liền á. Ấy cái đổ nước nhiều nhiều cho xuống hết rồi. Đổ nhiều quá, nhưng mà không phải, tại vì khi mà xà bông mình đạp á, tại tôi hạ tiện, tôi khi tôi tắm á, tôi nói vô hại rồi cái tiếng. Tôi tắm là tôi đạp đồ dưới đó là xà bông tôi thế rồi. Tôi bọt trên, tôi đạp ở dưới đó, đạp lúc mà nước nó tiểu xuống á, tôi đạp, tôi tắm á. Rồi cái vậy là nó cái xà bông nó dính vô cái kia kìa, chứ không phải là không xà, nó dính vô cái màng á. Rồi bắt đầu khi mình vô trơn nó ổn xà cái gì mà trơn những cái bệnh viện. Trời ơi, nó té lên cầu luôn, nội ơi, tôi hết hồn hết vía, tôi chết cha rồi. Để cái nơi đi qua đang thăm ông rồi đó của tôi, bắt đầu ông phải lo ngừng lại tôi nữa. Đó, đặng trong nổi hết hồn thì đó, bây giờ nó còn khóc là nó đau ở đâu tôi không biết nữa. Nghe cái bịch nó không nghe lớn lắm mà, tại vì lý do là tôi đạp hai cái thùng tôi đạp tới luôn mà không có đạp, khi mà té nhũi chân như nè, bây giờ đạp cái thùng chạy tới đụng vô chết tường, mình thì nghe một cái bịch chết tường, nghe một cái đùng. Ôi chưa banh cửa, chưa banh đâu. Hồi tối mà nếu mà đàn bà là rồi nó xảy thai đó, cái lớn lắm mà. Ôi vậy là thấy nguy hiểm. Đau thì không ơi, đau. Nè, đi nghe cái cục trỏ nè, không nói gì nói bóp cái đau nè. Nhờ những thuốc ngủ ngon, ngủ tới 4 giờ. Qua cái cơ mình nó giặt xuống, xong rồi leo lên, leo một chân thỉnh thấm, tinh vô để ra từ giờ nó làm gì đó. Bây giờ này nè, tối mà nằm. Đúng cái chân luôn nè. Tối mà nằm mãi là đau lắm, tối nằm nó đau, bộ được mắt thì nó sạch rồi, nhất là không. Đối con mắt là không có hai cái đứt rồi. Còn cái đó nói thì tôi coi trong ăn, tôi ngán mất kho quá à. Tự nhiên tôi ngán này, còn đó là hàng. Tại biết sao bữa đó kỳ đó tôi đi cho một lần mấy chục trái vậy đó. Giờ là hồi xưa ông nhớ tôi qua là tôi mua mất chứ không? Giờ tự nhiên ngán này. Thôi lo đi ra, cái giống người ta là phải hái ta bỏ. Bởi vì nó nhiều quá là phải hái mấy cái đều là bỏ. Mít con đi lo đi ra mà nó nhiều lắm. Cái rồi cái bỏ vô bao rồi chở qua cho tôi cho qua luôn. Nó dở quá hả? Thì dở nó mất mỏ. Hay bằng cầm tay thôi. Nó sinh ta. Những tóm giật nó sao có thể sinh ta. Tỉnh ta có hoa rồi mới gửi được. Gửi một cái đường mua điện mình mà mấy. Bắt hơn mua. Hả? Mua đây đây tháng mua 3 trái 10 đồng hơn đó. 3 trái bữa mua 3 trái. Nó mua để rẻ. Không, 19 mấy cent là rẻ rồi đó. Không 19 mấy cent rẻ đó. Mà mua bữa mua đỡ rẻ mà trái 10 đồng hơn. Đừng nhắc nó nhớ. Giờ thì có lần giờ bây giờ mới thấy đau này chứ tối giờ không để ý nha. Không biết đâu nó không có đâu. Tôi là thực tế tôi bầm là dữ lắm, là tôi thật không lấy gì bầm. Ví dụ như sư á, sư nhiều mà nó tìm thấy là động vô rồi. Lúc đó mình như con nít vậy đó, tôi có cười, tôi nhớ tôi tưởng tượng lúc đó đó. Nó làm cái bịch, té cái bịch, cái là tại là đặng biết gì hay chuyện bị hết không, giờ nước nó đang chảy nữa. Giờ nước nó đang chảy mà không đến vậy thì tôi thấy gì nước nó đổ cho mặt mình sao? Là cả nước gì đi nước thôi. Đến bữa nào mua bán nhạc đi, Hà Tiện mua bán nhạc đi. What? chìa khóa đó, tại vì đi tắm là khóa cái cửa ở đây rồi, không có chìa khóa, không chìa khóa không có, đâu có biết đâu nữa, có bị té nằm không được có chìa khóa vô nữa, nằm bất tỉnh. Nếu mà té vậy đó, nếu mà không hai luôn á, cái vụ á, mà lỡ rồi đau quá mà đứng không nổi á, nếu nó dịu điều là hồi gặp đứa luôn á, tại hỏi lỗi là tại tôi nó không, thay vì ngâm đầu tính ngâm là sáng giặt. Nhưng mà thôi thấy sẵn vậy cái nước nó ấm thôi đứng giặt luôn. Cũng tí lúc thôi già thiệt rồi, già tới nơi rồi bó tay thấy mình cái đuôi bớt rồi mình thấy. Trong nhà cũng được có người trong trường cũng đỡ chứ thôi chứ cũng tội mấy đứa nhỏ. Cái số ra chùa không nói tắm nó kêu thầy lỗi thầy tài về đi thầy tắm, rồi tắm rồi sợ trỏng té ra không có ai. Sợ thiệt. Ra khi mà mình ở một mình thì mình cẩn thận. Mình ra vô mình làm. Tôi hôm nay tôi thấy nhà tắm là 3 lần rồi ta. Nó cha khi nào sao là tôi chết thì trong nhà tắm không trời. Có đó. Ở bên tôi quyền 2 lần rồi đó. Cái tội kỹ đó, cái đầu cái độ thịt đó. Mà cái bên tôi thì nó cũ quá phải không? Rồi tôi mới lấy xà bông tôi rưới vậy nè, rưới tới chừng mà tôi vô tôi cứ xả nước thì tôi mới leo vô tôi xả nước, tôi lấy cái giò tôi trà đó, nó trơn cái bồn tắm đó, té 2 lần rồi đó, chết cha cũng như nào, chết chuyện nghiệp này không trời. Hôm qua tôi hết hồn với tôi đứng ngay kịp, mà tôi nói bây giờ lúc kêu ông cũng vô làm gì được. Ví dụ giờ tôi ông què tôi hồi làm đặt đứng vậy có gì không? Do chụp hình thôi. Thôi kiểu không à, bây giờ cũng đừng bạc dâu chụp hình thằng cái 911 bảo hiểm không, lúc này bảo hiểm bắt tôi cách ly mình thấy gà hay bà nội tôi nữa không gặp nó không kiểu nó còn mở bắt tôi cách ly mình mấy gà không, tại qua đây nó bắt cách ly có lâu lắm không gì đâu. Nếu mà chịu bao nặng đấy, cái người hả? Bình thường. Nó cứ ho, tưởng đâu bệnh dịch gì nó có cái ly nó màu. Ho là tại vì ăn. Đọc tin nhiều, mình ra đọc tin để mình nói chuyện, cái họng mình nó tiêm. Thì nó bình thường rồi xong cái là trời lạnh quá, để cái lạnh nhiều ấy, là trong người người ta nóng quá, nhưng mà thật sự cái phổi của mình, nó vô cái phổi của mình rồi đó. Cho nên lúc nào tôi phải chọn cái khăn chứ mà tôi chọn bài là tôi lấy sao mà nói nóng mà phải đặt chọn cái khăn. Tôi chỉ cần tối tôi ngủ tôi phải chọn giữ đồ ấm cái sọt có họng thôi chứ nó ho. Cái ho là do cái phổi nó lạnh á, nên cái chuyện cái nguyên cái này là anh đi qua lạnh đâu cái mỏng nó lạnh nó hết đâu. Tại vì cái nhiệt độ vậy nó vô trong nó lạnh trong á. Nhiều nó nắp rồi ăn hoài mà. Qua nghe bà sư bà Quỳ Giác, sư bà Quỳ ở trên Mẫu Tạng thì cứ quan trách hoài cho việc từ cái trước vô thủy của mình cho mình làm người mẹ này kia cho nên biết là mình bệnh mà mình cứ hay sao không có quá trời không có bệnh. Ổng là đứng trưởng tâm pháp trong lòng mà xưa ông cố để lại cái ông tu như gì đó là sư phụ của mình nha, cô Hương Vũ á, có ông làm gì luôn á, đúng không, ông Nhật Quang em những gì sư Nhật Quang Giác Quang lớn. tán cái bên từ là đứa giảm 2 triệu, tại nó bị luôn á. Lúc đấy thằng tôi tiêu cũng ai nghe nữa, để ông mình thế rồi. Không, nếu mà một mình đó, nó còn ngồi dặm dặm cũng thôi, nghe. Cái đàn còn đứng cho tới đó chứ không phải máy không. Nhưng trong bụng, ông Quỳnh không biết cái gì mà cái đàn mà nó dưới trời. Muốn ngồi lại suy nghĩ ô trong trọng nó hay chỗ không có đâu. Mà dục cái gì đâu mà xong nghe cái đàn ghê vậy. Cũng không nghĩ là té, nhưng sao không nghĩ té. Chứ rồi nói là nó đâu ảo đâu, nó làm nó bao giờ đổ đồ đâu. Có gì là anh kêu cho mà biết, nhưng mà ở đây ở đây không muốn làm để làm thì được. Thì cũng mở cửa chạy ra, rồi tắt nước, thôi bị ngợp nước chết sao? Nhiều khi thấy người ta té cho mình thấy đau chân á. Mình đứng mình trị đã, mình đứng là mình đau tiếp. Tối riêng thì mà uống thuốc cũng quên. Không cần hồi đó không lấy đau nha. Ở 2-3 tiếng hồ sao á. Nó mới riêng như chơi. Hết thuốc á, cũng hết thuốc á. Nó thấy chạy vào 3 giờ mấy á, rồi tắt á. Bây giờ làm gì vậy? Ăn rác ăn phụ thì nó hết đâu, nó còn một dĩa chứ nữa đó. Rồi đổi bít con lắm không? Bao nhiêu các kỳ qua thì các kỳ này là tôi qua tôi ngủ ngon, mà tôi ngủ ngon mình là thuốc. Bây giờ thấy hậu hát nó lạnh ngủ được, hà lạnh nè, nóng nó ngủ, nóng lạnh ngủ cũng chịu, nóng thì nó mới lạnh, mà lạnh đó thì nó mới hết vậy thôi, ra ngoài nóng đó, thì không còn cái gì hết, bọn đồ cho thoải mái chứ, lạnh này bọn nó gió như theo. Không, nó ngộ lắm, nên thế thì tôi trong nhà lắm. Nó bước chân ra ngoài chuyện nổ. Nằm như hàng bao mà nó nổ. Nếu nằm ra ngoài. Nên được tất cả các kho. Chả cười. Không nhỏ mà. Tao bự rồi chứ. Không bự con chứ. Bây giờ ông đất thì ông không cần ấy đâu, không có bên đây không có Tết được làm chú nữa, nhưng mà trồng nhà bụi là ông thấy mờ rồi chứ đâu trồng chi mất đời vậy. Mà ông nữa trồng chỗ đó, ông trồng cái hàng nào á, Tại vì nó giữ hàng nào nó không có con rắn đồ bao luôn. Có hàng nào nó phải chuyên cỏ nó mọc nhé. Nó phải chuyên xác cỏ nên mình cầm cái đó mình có chuyên một sắc. Chúng nó muốn cầm hàng nào mình nghĩ lại hàng nào nó chuyên nên phải đi chuyên á. Nó dắt ta khác cái từ ta tỏ ra nó quá rồi nó giữa nó làm hàng nào giữa là đóng tỏ. Em nói với mình là tôi đi mua khác. Thôi em hỏi nó cũng bán với mình thôi. Nó không bằng Việt Nam. Nó cũng vậy hả? Em thấy cũng vậy đó. Nó cũng mua với mình. Nó làm ở đây một cái thứ dùng mình nó làm đúng nha. Một phần tâm lý. Anh thử chưa? Không điều tâm lý. Anh thử đó chưa? Không rồi, cái con tôi cũng chờ mãi cái gì. Sao đây, anh thử đây bên trong đây có giống vậy không? Không. Nó bột nhiều hơn. Cái bột của mẹ nó khác một phần chút. Bánh mì Việt Nam nó có mồ hôi lắm á. Nó khác cái mình mẹ làm sạch không có mồ hôi. Nếu mà mẹ nó mồ hôi nó hơn người Việt Nam nữa. Nhưng mà nó không làm những hương vị Việt Nam nó mồ hôi quen. Nó đặc bột bột cái nó quách bột lên này mà bột. Mình có không? Trộn bột á. Nằm cái này cái bột. Cái bột nó chơi quá. Tôi lấy được 6 nữa. Sáng kéo chiều luôn. Còn vậy thì còn tôi mấy cháo nữa rồi. Tủ lạnh tiếp. Rồi em để tiền tủ lạnh. Tủ lạnh tiếp. Mỗi lần thu sáng đông tàn xinh lớn ai nợ quỷ bên chánh điện. Tôi già đó đau còn đau thiệt chứ nó giờ thấm rồi nè. Đừng nhắc. Khi chuông chùa còn điểm tiếng công phu. Đi ông lên chánh điện không? Lên chánh điện tôi chỉ ông coi nè. Đây, đây. Đấy, để tôi dọn đi lên chánh điện nè. Đây, đây, đây. Đâu coi bạn ông nè. Thôi. Trên đỡ anh. Ừ. Thôi. Nó có bạn không nè. Trời ơi, thấy câu quốc tịch hả? 128 câu ông nội ơi, thôi. Trời cho túi hả? Ông nội ơi, chắc chết. Trời ơi, 128 câu chắc chết. Dễ, chết đôi rồi, mà hôm qua ráng coi được mấy chục câu cũng sao. Nhưng mà không nhớ. Đọc mấy chữ trả lời là án thôi, dễ. Hình thức. What is the form of government of the United States? Đó, đọc được đó. Hình thức của chính phủ Hoa Kỳ là gì? Là Cộng hòa. Republic. What is the super? What is the supreme law of the land? Tòa. Ốc là land, land là luật, land là đất á. Land. at the land of the land. Là luật cao nhất của quốc gia Hoa Kỳ là gì? Là hiến pháp. Luật á, luật law hả? Law là chữ L, chữ E, chữ W, rồi of the land. Nè. Trên đất nước, land là đất. Đất đó. Name one in the US. Name con là... nói tiếng Mỹ siêu quá kêu mấy chữ nào. Vậy chứ không nhớ. Thì lâu lâu rồi hứng lên mình nhớ vậy thôi. Nhập vô tiếng Mỹ nhỏ. How I change to the US. Nói tiếng nghe trên YouTube tới là cũng được lắm anh. Nghe tới đâu đi. Luật dân quyền bảo vệ là gì? Là những quyền cơ bản của người sống ở Hoa Kỳ. Hiến pháp Hoa Kỳ có bao nhiêu tu chính án? 27. How many amendment? Chắc chịu thua rồi. Nghe chú ta nhớ những chữ quá. Sao mà xưa có 100 câu mà giờ 158 câu trời. Sao xưa có 100 câu mà giờ tới 158 câu thôi được rồi. 100 câu ác tới mình canh 158 thôi. Không chịu nộp hồ sơ. Ông nhớ hỏi á, có những tiểu bang đầu tiên á là nguyên thủy của nước Mỹ, ông nhớ tiểu bang tôi là được nha. Nếu nó hỏi mà những tiểu bang, những kể ông vài tiểu bang đầu tiên của nước Mỹ á, ông nhớ tiểu bang tôi nè, rồi tiểu bang Washington DC. Trôi trà. Rồi hả? Nó hỏi không? Có chứ. Lúc nào nó cũng hỏi. Hãy kể những tiểu bang đầu tiên của nước Mỹ, tôi đã nhớ được câu đó à. Là tôi biết cái tiểu bang tôi là chắc chắn rồi. Gạch đi nhà. Rồi Trôi Trà. Rồi cái gì đó, Maryland. Rồi Massachusetts. Tôi nhớ tôi với ông Giác là được 2 tiểu bang rồi. Ừ. Washington. Washington sao không biết có không biết nữa à. Chắc có hả? Boston. Thì Boston là Massachusetts đó, chứ Boston là thành phố. Đó là cái địa danh. Giống như ở Chicago á, thì tại gọi nó quen là chứ thật sự đó là Illinois. Illinois. Atlanta. Atlanta đó là thật sự nó là gọi là gọt da đó, Trôi Trà đó. Nó là mới hay nó cũ không? Cũ. 13 tiểu bang đầu tiên á, thì cứ nhớ vài tiểu bang thôi. Ủa da chết cha chết đau thiệt, ông ơi cái tay đau. Có Cali không? Không, Cali sau này mua sau này. Cali từ cái miền Đông Bắc á, thì giống y như Việt Nam mình hồi xưa mà khai quang nó việc Giao Châu Giao Chỉ Hà Nội Bắc Hà đó. Là nhớ nè, nhớ 5 tiểu bang nhớ dễ nhất nè. Tôi trả là một là tiểu bang của tôi là ông nhớ rồi, phải nhớ chắc chắn là tiểu bang Vẹt Đi Nhà không bao giờ thiếu. Cái chữ đọc khó nó hoài lắm. Vẹt Đi Nhà, cái đọc thế Vẹt Đi Nhà, là Betsy Đi Nhà là 2, New York là 3, Massachusetts là 4, Châu Trà là 5, Maryland là 6 là dư rồi đó, nó đòi 5 à, cái trả lời cao nhất là 5 thôi, mình nhớ. Có hả? Hả? Xong phải thấy không có. Có câu của thôi, có. Con thấy, qua thấy đọc không thấy á. Có chắc chắn nó phải hỏi câu đó về. Hãy nói cho tao biết 5 tiểu bang trong 13 tiểu bang, đọc 5 tiểu bang trong 13 tiểu bang đầu tiên của nước Mỹ. Nhớ vậy đó, Virginia, New York, Pennsylvania, Châu Trà, Massachusetts, Maryland. Câu đó nhớ lòng lòng thế nào cũng hỏi à. Cái hỏi tổng thống đương thời, tổng thống đầu tiên. Để ráng học đại đi, học tài thi mệnh mà. Trời ơi. Đừng nói nó thấy mặt tôi, nó hỏi câu mình không thuộc thế mà đầu đi. Còn này gì nữa đây vậy? Đừng nói là câu đó tiếng Anh. Hả? Các bạn đó trên mạng không? Ở đây là New York nè. Maryland, Maryland, Pennsylvania. Cái bang mà đang tranh cử đấu đang điểm hơn. Pennsylvania. Rồi nhớ đầu tiên đâu ông lắc đi, ông nói câu này thuộc luôn tôi, ông thuộc luôn nè. Thứ nhất là ông nhớ tiểu bang tôi đi. Có 10 nên nó hỏi cái gì bang Nguyên Thủy cho biết tên 5 tiểu bang? Nhớ là New York. Bởi vì nữa đừng dòm vô, đừng dòm tôi nè. New York rồi bắt đầu nhớ tôi nè, về thiên nhà ông Giác, Massachusetts hả? Massachusetts. Maryland. Rồi ông Tuy Nhiên. Thôi Massachusetts nó cũng cũ luôn hả? Vậy khỏi nhớ cái thằng Barcelona gì đó. Dài thòn hả? Cái thằng này cũng tranh cử đang mà nó quảng nó tên rồi mới nhớ năm ông thầy. Giờ nhớ tới nhất là New York. Rồi về thiên nhà. Không có tự nhiên cái New York là nhớ nhất tại cái chỗ đó ông nữ thần tự do đứng vậy nhớ. New York, về thiên nhà. Rồi gì nữa? Georgia, Massachusetts, rồi Maryland. Maryland là ai đó? Không, Maryland dễ nhớ, dùng chữ dễ nhớ, tại chữ Land là đất rồi dễ nhớ rồi Maryland. Vậy là nhớ ba ông thầy, là ba tiểu bang. Hai ba. Tuy nhiên cái tôi già. Ủa anh ta hả? Là tôi gặp da đó, tôi trà đó. Rồi mấy chú xếp là ông Minh Giác, tôi, việc đi nhà là 3 rồi, New York là 4, Midland nữa thôi, học nhiêu đó là đủ câu thứ nhất rồi đó, rồi đủ câu rồi đó. Rồi tổng thống đương thời, ai biết vô. Rồi hiến pháp của Hoa Kỳ có từ năm nào hả? Có chứ, đúng là nó cũng hỏi. Trời ơi, đọc bao nhiêu lần rồi mà không có nhớ, giờ nó nói dở đó coi lần đầu tiên á. Thống đốc, nó là, chắc chắn nó hỏi còn thống đốc của tiểu bang mình đang là thiếu quốc tịch nữa nghe. Phải nhớ thống đốc tôi chưa biết thống đốc tôi ông nào nữa trời ơi. Qua bên đây mình chẳng có biết ông nào ở trên, chỉ biết cái tên ông tổng thống tại vì nó chửi quá mình biết thôi chứ còn người chửi người khen mình biết thôi chứ giờ tôi không biết thống đốc tôi tên gì nữa trời. Nhớ nước nào mình thi tiểu bang nào thì nó hỏi thống đốc tiểu bang đó. Gì do Washington nổi tiếng về nhiều thứ gì kể tên một tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Tên tổng thống tổng thống nhiều thứ nổi tiếng là cái Nhà Trắng á, Tòa Bạch Ốc, Tháp Bút Chì. Tháp Bút Chì đâu gì đó. Thomas cái gì Jefferson nổi tiếng vì nhiều thứ kể tên một người viết bản tuyên ngôn độc lập. Trời ơi. Quá ha. Rồi nhớ mấy ngày lễ chính của Mỹ. Để tạ ơn. Chưa đó nay mấy bữa tao nó cũng lương bản cũng cho coi gì đâu, không có dở coi, năm qua mới coi rồi xong từ từ. Lễ tạ ơn rồi lễ độc lập. Nhớ ngày Judy Pha thì dễ nhớ thế nào hỏi ngày độc lập nước Mỹ ngày nào, 4 tháng 7. Gì Judy Pha. Nhưng mà tới từ lúc đó thôi giờ kệ. Ồ, lãnh thổ nào của Pháp được Hoa Kỳ mua năm 1803 là Louisiana. Nghe chưa? Rồi. Vậy là cái đó của Pháp á, Louisiana đó. Hawaii, còn Hawaii nữa kìa. Hawaii là của ai? Nhật hay gì quên. Cuộc chiến giữa miền Bắc và miền Nam của Hoa Kỳ là nội chiến. Tên cuộc chiến Hoa Kỳ tham chiến thời 1800 là cũng nội chiến luôn. Cuộc nội chiến có nhiều sự kiện quan trọng kể tên. Lincoln bị ám sát. Rồi nổi tiếng vì nhiều giải phóng nô lệ. Thôi tôi đi bộ, tôi vòng vòng sân chơi. Đón mặt trời lên. Chào ánh mặt trời. Đẹp quá. Mặt trời đẹp quá, ánh mặt trời. Nhìn hoa trời. Nhìn nhớ được quay về này, hai cải vô luộc chấm xì dầu. Bây giờ đi ra hái sả, nhổ sả chứ không hái nữa rồi, lạnh tới phải nhổ sả vô kho. Bây giờ phải nhổ sả chứ không hái rồi. Hi hi. Nhổ sả vô. Bữa nay cho ông thầy Khai ăn sả không bụi sả vô ăn cho đã. Bữa nay ăn sả ông Khai ơi. Không biết cái củ chuối này nó có củ chưa nữa ta. Củ chuối này là món hảo của tôi nè. Tôi nghĩ chắc chưa có củ quá. Mọi người ơi. Em môi coi có củ không. Có củ chưa? Mi có củ chưa Mi? Mi có củ chưa? Cái củ ta đâu rồi, thôi còn con xèo à, chết cha rồi, lần tới rồi mà nó còn non xèo. Mấy con kiến, kiến mình cắn tao kiến ơi, còn non xèo. Kiến ơi, đừng cắn tao Kiến ơi. Trời ơi, lâu lắm rồi mới bị kiến lửa cắn trời. Gần 10 năm rồi mới bị kiến lửa cắn rồi. Thôi, non xèo à. Gần 10 năm rồi mới bị kiến lửa cắn mọi người ơi. Ây hời. Chết cha, kiến nó cắn à. Ai nó cắn đau à. Nam mô Phật. quá. Chưa có môn đồng môn đá rồi. Quá à, phải. Bưởi thì trái bưởi chừng nào mới chín ngươi. Chừng nào mới chín đây?